Năm 1991, Vasily, một đại tá Liên Xô đang làm việc cho Haiza, đã đến khu căn cứ tại Siberia. Ông ta tẩy não và ra lệnh cho chiến binh mùa đông tấn công một chiếc xe vận chuyển và lấy đi 5 mẫu huyết thanh siêu chiến binh. Ở thời điểm hiện tại, khoảng một năm sau khi biệt đội thích thì báo thù đánh bại tên siêu người máy Uchon trong trận chiến Sokovia. Nhóm 4 con sói gồm đội trưởng Mẽo, Sam Chim Ưng, cô nàng điệp viên Natasha cùng với phù thủy Wanda đang theo dõi nhóm khủng bố Rumlow. Tên khốn này vẫn chưa chết sau vụ 3 con tàu sân bay bị đánh rơi. Lúc này, hắn cùng đám đàn em của mình tấn công vào trong một phòng thí nghiệm ở Nigeria để ăn cắp vũ khí sinh học. Chúng giàn cảnh dùng một chiếc xe rác phá hủy cổng chính rồi nhanh chóng triển khai lực lượng xông vào thẳng tay giết người. Khi ấy, nhóm của đội trưởng Mẽo xuất hiện như những người hùng tấn công đám lính. Sam thì phụ trách dọn dẹp tầng thượng. Phù thủy Wanda dùng sức mạnh tâm linh của mình tạo một tấm khiêng bảo vệ Steve, sau đó đưa anh vào bên trong tòa nhà để đánh tung giải đám khủng bố lên. Còn bên kia, Rumlow đã tiến vào bên trong phòng lưu trữ và nhẹ nhàng lấy ống nghiệm chứa virus cúm khỉ. Hắn vừa dẫn đàn em ra bên ngoài liền bị người đẹp Natasha tấn công. Với thân thủ nhanh nhẹn, cô dễ dàng đáp chiếu cho từng thằng một. Nhưng đối đầu với Rumlow lại là một chuyện khác. Bộ giáp mà hắn đang mặc quá mạnh nên những đường quyền của cô đều vô hại với hắn. Không những vậy, còn đẩy cô vào trong xe bọc thép rồi gửi lại một quả lựu đạn làm quà. Natasha vội nhảy ra ngoài trước khi nó phát nổ. Đội trưởng Mẽo thấy vậy liền thò đầu ra hóng thì bị Rumlow tặng cho quả phóng lựu bay văng ra khỏi tòa nhà. Hắn cho đội hình thành 3 hướng nhằm đánh lừa nhóm 4 con sói. Steve đuổi theo đến một khu chợ đông đúc thì bất ngờ một trái bom dính vào tấm khiên. Anh vừa ném nó lên cao để tránh gây nguy hiểm cho thường dân thì ăn ngay một cú đấm của Rumlow. Hắn mới qua Trung Quốc để học thiếu lâm quyền nên sức mạnh được gia tăng đáng kể. Phía bên kia, Sam truy đuổi theo hai tên áo đen, nhưng khi đánh bại chúng và lấy lọ virus ra thì phát hiện đó là hàng giả. Bên này, người đẹp Natasha vẫn tích cực đuổi theo đám khủng bố còn lại. Mấy thanh niên cao to đen hôi tưởng mạnh mẽ thế nào, ai ngờ lại bị một cô gái nhỏ bé bón hành cho ăn ngập miệng. Bọn chúng sợ quá liền lôi ống virus ra dọa sẽ phát tán nó. Đúng lúc đó, máy bay điều khiển từ xa của Sam đã bắn chết hắn ta. Natasha nhanh chóng bắn chết thằng còn lại và lấy được ống virus trước khi nó rơi xuống đất. Trở lại cuộc chiến của hai con trâu đất, đội trưởng Mẽo và tên Rumlow liên tục trao đổi chiêu thức vào ảnh đại diện của nhau mà vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng cho dù hắn có nâng cấp rất nhiều cho bộ giáp của mình thì vẫn phải thua nhân vật chính mà thôi. Rumlow tức giận tháo mặt lạ ra rồi chửi lịt vẻ lão đạo diễn. Hắn không cam tâm kiếp làm nền cho đội trưởng Mẽo nên đã tự kích hoạt quả bom định đồng quy vô tận với anh. May mắn thay, Wanda đã kịp thời xuất hiện khống chế hắn rồi đưa lên trên cao. Nhưng không may, vụ nổ đã phá hủy cả tòa chung cư khiến rất nhiều người bỏ mạng. Wanda sốc nặng khi chính tay mình đã gây ra một hậu quả thảm khốc. Rất nhanh, truyền thông đã đưa tin về cái chết của những người dân vô tội. Tất cả đều tỏ ra bất bình khi nhóm siêu anh hùng lại tự ý hành động mà không thông qua cơ quan nào cả. Trong đó, vua T'Challa lên án mạnh mẽ nhất và muốn bọn họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều này khiến Wanda và Steve buồn bã tự dằn vặt bản thân của mình. Lúc này, Vision bay xuyên tường thông báo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao muốn gặp hai người. Ban đầu, Bộ trưởng tỏ lòng biết ơn đến biệt đội thích thì báo thủ, nhưng sau đó lại liệt kê những hành động gây nguy hiểm ra. Trong các trận chiến trong quá khứ, các bạn không chỉ phá hủy rất nhiều tòa nhà, mà còn gây ra vô số thương vong cho dân thường. À, các bạn còn nhấc bổng cả thành phố lên không trung rồi cho nó nổ tanh bành. Vì vậy, 117 quốc gia trên thế giới đã thống nhất tạo ra Hiệp định Sokovia để tất cả các hoạt động sau này của biệt đội thích thì báo thù sẽ chịu sự giám sát của Liên Hợp Quốc. Cả nhóm có 3 ngày để quyết định ký vào hiệp định hoặc là giải tán. Lúc này, nội bộ nhóm bắt đầu xảy ra mâu thuẫn với hai luồng ý kiến khác nhau. Tỷ phú ve chai Tony Stark đồng ý với Hiệp định Sokovia. Nhưng đội trưởng Steve thì nói không. Trải qua rất nhiều cuộc chiến, anh nhận ra rằng không nên tin bất kỳ bố con thằng nào cả. Anh muốn được tự do làm những điều mình thích chứ không phải là một con rối cho người khác giật dây. Đúng lúc này, Steve nhận được tin nhắn báo Carter đã qua đời. Anh nhanh chóng bay đến London để tham dự lễ tang của người tình năm xưa. Rất nhanh, ngày ký kết hiệp định cũng đã đến. Trong khi Đức vua T'Challa đang phát biểu trước Hội đồng Ô Hợp Quốc thì con trai của ông là Hoàng tử T'Chaka phát hiện ra điều bất thường. Hoàng tử nhanh chóng chạy đến cứu Đức vua nhưng không kịp nữa rồi. Vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của ông ấy. Phía bên kia, đội trưởng Mẽo đang tán gái thì thằng bạn Sam bước và nói có chuyện khẩn cấp. Hai người vào xem tin tức nói về vụ khủng bố tại Ô Hợp Quốc và kẻ chủ mưu gây ra vụ này được camera an ninh ghi lại chính là Bucky. Hoàng tử T'Chaka ngồi thất thần trước cái chết của cha mình. Anh nói với Natasha là mình sẽ tìm và giết chết chiến binh mùa đông. Sau đó, cô nàng trốn ra một góc rồi chim lợn cho Steve biết. Đội trưởng cùng Sam nhanh chóng đến tìm đặc vụ Sharon để lấy thông tin về nơi trốn của Bucky. Trong khi đó, Bucky không biết chuyện gì vẫn thản nhiên ra chợ mua đồ. Đến khi nhìn thấy tên mình trên tờ báo, anh liền biết sắp ăn lồng rồi. Trở về nhà, anh ta nhìn thấy đội trưởng Mẽo đang đợi sẵn ở đây. Steve hỏi có phải người bạn đã gây ra vụ khủng bố đó không? Bucky nói rằng mình không làm chuyện này. Đang chém gió thì một quả lựu đạn bay vào trong. Đội trưởng lập tức dùng tấm khiên để hấp thụ vụ nổ. Ngay sau đó, rất nhiều cảnh sát xông vào muốn bắt Bucky đi. Vì tin lời người bạn nói là thật nên Steve đã ở lại chống trả cảnh sát giúp anh ta chạy thoát.
nhưng Bucky chưa chạy được bao xa thì bất ngờ bị một bóng đen tấn công. Hóa ra đó là chiến binh báo đen. Báo đen liên tục đi đường quyền khiến Bucky ăn ngập hành. Không biết từ đâu bay đến một chiếc trực thăng liên tục xả đạn về phía hai người. Sam nhanh chóng xuất hiện tung cước khiến chiếc trực thăng lảo đảo. Nhân cơ hội đó Bucky nhảy xuống dưới tiếp tục bỏ chạy. Tuy nhiên báo đen vẫn nhất quyết truy sát cho bằng được, còn Steve thì đuổi theo ngăn cản. Ba người chạy vào trong một đường hầm. Chạy mệt quá nên đội trưởng Mẹo đã mượn tạm một con xe để dí theo Bucky. Báo đen cũng bám vào đuôi xe để xin đi nhờ, nhưng đội trưởng nói rằng có làm thì mới có ăn. Vì vậy đã lạng lách đánh võng các kiểu con đà điểu cho báo đen rơi xuống. Bucky thấy vậy liền đảo qua làn ngược chiều tạo ra một cục kẹt xe chặn đường hai kẻ bám đuôi. Sau đó phi ra ngoài đường hầm rồi nhảy một con khối phân lớn của người dân để tiếp tục chạy trốn. Ngay khi Steve lái xe bám sát đằng sau, báo đen liền nhảy tới ôm lấy Bucky nhưng không thành công. Thấy Sam đang bay tới, anh chàng liền nhảy lên đòi quá giang. Chiến binh mùa đông liền ném một quả bom làm sập nóc hầm để cản đường mọi người lại. Nhưng báo đen vẫn kịp thời xông tới hất văng Bucky ngã xuống xe. Bốn người đang định lao vào nhau trau dồi võ thuật thì bị đại tá Roder dẫn theo cảnh sát đến hốt đi. Khi ấy chiến binh báo đen cũng để lộ thân phận thật của mình là hoàng tử T'Chaka. Dù có là con vua thì cũng bị xích mang về đồn chờ giải quyết. Bucky bị giam trong một chiếc lồng đặc biệt, còn ba người kia thì bị tước hết vũ khí phải ngồi yên trong trụ sở. Tại đây tỷ phú ve chai mời đội trưởng ký tên vào hiệp định nhưng một lần nữa anh lắc đầu. Thế là vết nứt trong nội bộ biệt đội thích thì báo thù ngày càng lớn hơn. Trong phòng giam, Zemo giả danh là nhân viên của Liên Hợp Quốc đến để thẩm vấn Bucky. Trong khi đó, hắn đã gửi một quả bom xung điện từ đến một trạm điện khiến toàn bộ lưới điện của cả căn cứ bị sập nguồn. Nhân cơ hội đó, hắn bắt đầu tẩy não Bucky để anh biến thành chiến binh mùa đông. Quả nhiên phương pháp ấy đã hiệu nhiệm khi Bucky nổi điên đấm bay cửa lồng giam. Zemo ra lệnh cho anh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ngày 16 tháng 12 năm 1991. Cảm thấy bất thường nên Steve vội chạy vào trong xem thử thì thấy mọi người đã nằm ngủ ngoan như cún trên sàn nhà. Sam bước vào liền bị chiến binh mùa đông đánh cho sấp mặt. Sau đó anh ta dùng quyền pháp liên tục tấn công đội trưởng Mẹo khiến anh rơi xuống thang máy. Ông bộ trưởng lập tức ra lệnh cho biệt đội thích thì báo thù bắt giữ nghi phạm. Tony dùng bàn tay người sắt tạo ra ánh sáng khiến Bucky lóa mắt rồi lao vào tóm anh ta. Nhưng tỷ phú ve chai nhanh chóng bị đấm cho bất tỉnh nhân sự. Hai người đẹp cũng xông đến hỗ trợ. Natasha tiếp tục sử dụng chiêu dùng háng kẹp cổ phát mắm tôm nhưng lại một lần nữa thất bại. Đã vậy còn tí nữa bị đối thủ tiễn qua thế giới bên kia. May mà báo đen đến kịp thời cứu cô một mạng. Vì không còn bộ giáp nên hoàng tử bị đánh bay ra một góc. Nhân cơ hội đó chiến binh mùa đông nhanh chóng bỏ chạy. Anh ta leo lên sân thượng định nhảy một chiếc trực thăng để tẩu thoát. Nhưng Steve đã đuổi theo kịp lúc kéo chiếc trực thăng lại. Anh vận cơ mông dồn hết cơ đít để khoe cơ bắp cho khán giả xem. Bucky nhìn ngứa mắt quá điều khiển đuôi trực thăng định giết chết Steve. Thế là xảy ra tai nạn kinh hoàng khiến hai thằng bạn thân cùng rơi xuống nước. Bucky đuối nước được đội trưởng Mẹo cứu lên bờ. Sau khi tỉnh lại, chiến binh mùa đông đã nhớ mình là ai nhưng anh không nhớ kẻ đã tẩy não mình. Tuy nhiên anh vẫn nhớ kẻ đó muốn biết địa điểm đang nhốt năm chiến binh mùa đông khác ở Siberia. Các chiến binh này mạnh gấp đôi Bucky nên nếu chúng được giải phóng thì thế giới sẽ rất nguy hiểm. Vì biệt đội Avenger đang bị chia cắt nên Steve muốn tìm thêm những người cùng chí hướng. Đó chính là anh chàng siêu xạ thủ Barton, người kiến Scott Lang và nữ phù thủy Wanda. Bên kia, ông bộ trưởng ra lệnh cho người sắt đi bắt nhóm của đội trưởng Mẹo lại. Vì vậy, Tony cũng tuyển thêm thành viên cho đội của mình là cậu nhóc nhện nhỏ Peter. Nhóm của Steve tính nhảy một chiếc máy bay để đến Siberia nhưng đã bị nhóm của tỷ phú ve chai chặn lại. Tony cố thuyết phục đội trưởng cùng mình lên phường giải thích về những hành động vừa rồi. Nhưng Steve bảo có giải thích thì anh cũng không tin đâu. Vừa mới nói xong thì bị thằng nhóc nhện nhỏ lấy mất chiếc khiên, sau đó còn phọt tơ chói tay đội trưởng lại. Peter nói rằng rất thần tượng đội trưởng Mẹo và bắt đầu luyên tuyên trời trong mây đất khiến người sắt nhức hết cả đầu. Mày có im đi không, tao vã lệch sóng cho bây giờ. Đúng lúc đó đặc vụ Barton bắn cung tên cởi trói cho Steve. Người kiến bất ngờ biến lớn đá nhện nhọ một cái rồi lấy lại chiếc khiên cho đội trưởng. Thế là trận nội chiến đầu tiên chính thức nổ ra. Báo đen cùng với đại tá Roder đấu với Steve. Bộ giáp làm từ vibranium có thể cào sức khiên của đội trưởng. Bên này thì người kiến nói mình không đánh phụ nữ. Natasha liền chơi bẩn đá ngay dái người kiến khiến anh đau thấu tận trời xanh. Anh biến nhỏ rồi nhẹ nhàng vật người đẹp đo sàn. Trong khi đó người nhện có nhiệm vụ chặn Sam và Bucky. Tôi thắc mắc là tại sao Sam không dùng cánh đưa Bucky bay cho nhanh mà chạy bộ để làm gì. Một mình nhện nhọ đấu tay đôi với cả hai người. Không ngờ cậu nhóc lại có thể cản được cú đấm bằng tay sắt của chiến binh mùa đông. Sam lập tức bay đến yểm trợ kéo Peter bay lên. Cậu nhanh chóng thoát ra rồi phóng tơ khiến Sam gãy cánh cắm đầu xuống đất. Chỉ một mình nhện nhỏ cũng có thể khống chế cả hai ông chú già đời. Bên ngoài, Tony dùng tên lửa dẫn đường chặn Barton và Wanda lại. Barton lập tức bắn vỡ cửa kính bãi giữ xe để cho Wanda dùng pháp thuật điều khiển đống xe rơi xuống đè bẹp tỷ phú ve chai. Còn người kiến phóng to chiếc xe chở dầu tạo ra một vụ nổ thổi bay đối thủ sang một bên. Nhóm của đội trưởng định nhân cơ hội chim én đi thì lại bị Vision chặn lại. Thế là cuộc chiến 6 chọi 6 giữa các siêu anh hùng tiếp tục nổ ra.
Hai bên lao vào đánh nhau khí thế, mới hôm nào còn gọi nhau hai tiếng đồng đội sao nghe mà thân thương, ấy vậy mà giờ lại thẳng tay thẳng chân đi đường quyền vào ảnh đại diện của nhau, chẳng ai chịu nhường ai tí nào. Peter dùng tơ nhện kéo chân đội trưởng lại rồi đạp anh bay dính vào chiếc xe. Cái thằng nhóc này đúng là họ luôn mà, mới vừa rồi kêu thần tượng Steve vậy mà giờ lại đánh sấp mặt anh. Đội trưởng Mẽo thấy thế cũng không nương tay nữa, anh xoay người đá bay nhện nhọ, sau đó ném chiếc khiên khiến cầu đưa đón khách rơi xuống giữ chân thằng nhóc lại. Ba tần dùng tên đưa người khiến tiếp cận bộ giáp của Tony. Scott Lang thông qua lỗ hở chui vào bên trong và bắt đầu phá hoại bộ giáp. Biết có kẻ xâm nhập nên hệ thống trợ lý ảo đã kích hoạt hệ thống dập lửa đuổi người kiến ra bên ngoài. Anh chàng không chịu từ bỏ mà biến thành khổng lồ rồi tóm lấy Roder và ném đi. Sau đó lại bảy cánh máy bay quang về hướng tỷ phú với chai. Thấy không ổn nên cả nhóm Tony quyết định hạ gục người kiến trước. Đại tá bắn toàn bộ số đạn của mình để phá cây cầu hàng không. Tiếp đó nhện nhọ dùng tơ nhện quấn 77-69 vòng quanh người kiến. Cuối cùng Tony và Roder tung đòn chốt hạ khiến người kiến méo mỏ mã bất tỉnh nhân sự. Đội trưởng và Bucky nhân lúc hỗn loạn định chạy lên máy bay nhưng lại bị hóa phụ đen cản đường. Tuy nhiên cô nàng Natasha lại tấn công báo đen giúp cho hai người chạy thoát. Thấy vậy Tony và Roder liền truy đuổi con Sam thì bám đuôi phía sau để yểm trợ cho đội trưởng. Khi ấy Vision bắn laser ngắm vào Sam nhưng lại vô tình trúng lò phản ứng hồ quang trên ngực Roder khiến anh ta rơi từ trên cao xuống. Tony vội vàng bay xuống cứu người bạn nhưng vẫn chậm một nhịp. Đại tá may mắn thoát chết nhưng bị gãy khá nhiều đốt sống lưng. Bác sĩ nói rằng khả năng cao anh sẽ phải sống hết quãng đời còn lại mà đôi chân không thể di chuyển được. Điều này khiến người sắt ngày càng căm hận nhóm của đội trưởng Mỹ hơn. Trong khi đó, Natasha vì giúp Bucky trốn thoát nên cô cũng trở thành tội phạm bị truy nã. Trước khi bỏ trốn, người đẹp đã khuyên Tony đừng phạm phải sai lầm. Tối đó, trợ lý ảo của tỷ phú Vê Chai đã cho anh xem một thông tin quan trọng. Thì ra tên Zemo đã giả làm người của Âu Hợp Quốc đến đây để gây chia rẽ biệt đội thích thì báo thủ. Ngoài ra, trong phòng của hắn còn tìm thấy thi thể của nhân viên Âu Hợp Quốc thật và một chiếc mặt nạ Bucky. Lúc này Tony mới nhận ra mình thực sự đã trách lầm đội trưởng Mẽ rồi. Vì vậy anh nhanh chóng kích hoạt bộ giáp người sắt để bay tới Siberia chi viện cho Steve. Rất nhanh ba người đã gặp lại nhau trong phòng thí nghiệm của hai gia. Tỷ phú Ve Chai thừa nhận rằng mình đã hiểu lầm Bucky. Vì vậy hai người cũng hạ vũ khí xuống. Họ tìm kiếm xung quanh và phát hiện ra năm chiến binh mùa đông khác đã bị giết ở ngay trong lồng ngủ đông. Ba người đang cảm thấy khó hiểu thì giọng nói của Zemo truyền đến. Hóa ra mục đích của hắn ta chính là dẫn dụ cả ba đến đây rồi nhìn họ tàn sát lẫn nhau. Trong trận chiến chống lại Ultron ở Sokovia, họ đã phá hủy cả thành phố. Vợ con của Zemo cũng vì vậy mà chết oan uổng. Hắn không thù biệt đội thích thì báo thù đến tận xương tủy nhưng không thể đấu tay đôi lại bọn họ. Vì vậy hắn đã chọn cách để họ tự chia rẽ rồi dẫn đến tự hủy diệt lẫn nhau. Lúc này Zemo cho ba người xem một đoạn băng. Năm 1991 khi ấy Bucky bị khống chế đã nhận một nhiệm vụ ám sát, mà mục tiêu của nhiệm vụ đó chính là bố mẹ của Tony. Thấy người thân của mình bị sát hại một cách tàn nhẫn, ngọn lửa thù hận dần dần bùng lên trong lòng Tony. Anh quay qua chất vấn đội trưởng có phải đã biết chuyện này do Bucky làm hay không. Sau khi nhận được câu trả lời tôi có biết, Tony đã không kìm chế được bản thân nữa mà thẳng tay đi đường quyền vào mặt Steve. Cuộc nội chiến thứ hai ngay lập tức diễn ra. Người sắt tóm lấy chiến binh mùa đông rồi nhấn anh ta xuống mặt đất. Đội trưởng lao đến hỗ trợ cũng bị Tony đánh văng ra một góc. Người sắt nắm cổ Bucky ép vào góc tường rồi định dùng tên lửa tiêu diệt anh ta. Nhưng anh ta đã kịp thời phản ứng làm quả tên lửa đổi hướng. Vụ nổ khiến Tony bị trụ sắt đè lên người. Đội trưởng kêu thẳng bạn chí cốt mau chạy trước còn anh ở lại cản đường tỷ phú Ve Chai. Anh tóm chân của Tony lại rồi phá hỏng động cơ đẩy của người sắt. Mặc dù thọt một chân nhưng Tony vẫn có thể bay được. Thấy Bucky sắp leo ra bên ngoài, anh ta liền bắn tên lửa phá hủy lối ra khiến cả ba rơi xuống bên dưới. Người sắt bị lửa giận mù quáng lao về phía đội trưởng. Thế là ba người lại tiếp tục cho rồi võ thuật với nhau. Hai ông già sống gần trăm tuổi bay vào đánh thẳng cháu khí thế. Tony vừa ăn hết sổ hành này lại bị bón cho thêm sổ hành khác. Bucky ép người sắt lên tường định phá hủy lõi hồ quang, nhưng không ngờ lại bị pháo laser của người sắt bắn thoạt mẹ nó cánh tay máy. Đội trưởng Mẽo cầm khiên lao về phía Tony và tạo ra một khung cảnh hoành tráng nhất quả đất. Anh ép người sắt vào góc tường rồi liên tục đi đường quyền vào ảnh đại diện của đối phương. Tony phân tích động tác chiến đấu của Steve nên nhẹ nhàng tóm được chiếc khiên, sau đó dùng hết sức lực đáp trả lại những gì mà anh vừa nhận. Hai người tiếp tục giao cấu cho đến khi Steve phá hỏng lò phản ứng hồ quang của người sắt. Cả hai bên đều đã bị thương nặng nên không đánh nhau nữa. Ngay khi đội trưởng định đưa Bucky đi thì tỷ phú Ve Chai đã đòi lại tấm khiên mà bố mình tạo ra. Steve nghe thấy vậy liền bỏ tấm khiên lại rồi dẫn người bạn chí cốt rời khỏi nơi này. Phía bên kia, hoàng tử T'Chaka đã bắt được tên khốn Zemo rồi đem hắn về châu Hợp Quốc xử tội. Cuối phim, người sắt đã chế tạo cho Roder một thiết bị có thể giúp anh tập đi lại. Khi ấy, đội trưởng đã gửi cho Tony một bức thư xin lỗi. Ngoài ra còn hứa nếu sau này Tony gặp nạn, anh nhất định sẽ đến cứu. Sau đó, đội trưởng đã đột nhập vào trong trụ sở để cứu nhóm người Barton đang bị giam cầm, rồi đưa Bucky đến vương quốc Wakanda ẩn thân để tránh việc lại bị kẻ xấu khống chế.
Bucky đã quyết định ngủ đông cho đến khi tìm ra phương pháp chữa trị tẩy não. Trong khi đó, Nhện Nhọ đang mày mò chiếc máy bắn tơ mà Tony tặng cho cậu. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.